chúng ta tập đi ạ, chúng ta hãy tạo ra lớp học và tập đi ạ. Chị tin là mọi người sẽ làm rất là tốt. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã tham gia vào phần ôn bài, giải đáp thắc mắc và học thêm một phương pháp mới của chúng tôi hôm nay. Rồi, xin hãy thả tim cho tôi, thầy Trung và cô Phượng đi ạ, trước khi chúng ta chuyển sang một phần mới. Cảm ơn các thầy cô. Rồi, bây giờ Các thì để thay đổi không khí ạ, thầy Trung sẽ làm một công việc liên quan đến khâu tổng kết của lớp, đó là trao quà cho ba học viên tích cực nhất lớp mình. Dạ, xin mời thầy Trung. bạn rồi cảm ơn cô Thúy, cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ tôi sẽ làm một công việc rất là khó khăn. Tôi hay hay nói như thế này này, hàng năm ở trường là tôi cũng đi làm mấy cái việc là ban giám khảo của nữ sinh duyên dáng rồi cán bộ thanh lịch đủ thứ cả. Thì cái khó khăn nhất là khi mà ngồi lựa ra khi mà ngồi mà chọn lựa ai đẹp nhất, ai thanh lịch nhất, ai dễ thương nhất, ngay cả đó là điều rất là khó khăn cho ban giám khảo. Cả tuần này ba thầy cô Phường, cô Thúy, thầy Trung cũng ngồi đang chọn lựa ba bạn học hành tích cực nhất thôi, gọi là tích cực nhất. Thì có một điều là chúng tôi đều băn khoăn là thực ra trong lớp mình ai học cũng tích cực hết, ai học cũng rất là vui, ai học cũng rất là hiệu quả, người nào cũng phát biểu đúng không? Thế thì bây giờ dựa dựa vào những cái cơ sở nào thì cũng là khó khăn, thì cũng rất là may thì dựa vào những cái cơ sở nào thì chúng tôi thấy những cái cô giáo, những cái thầy, những cha mà thường thường học hay phát biểu đúng không, hay có ý kiến, hay phát biểu, hay góp ý, đó là những người, đó là những một trong những cái yếu tố, một những cái điểm mà để cho các thầy cô nhìn nhận. Chính vì vậy thì cái việc mà lựa chọn ba ba người tiêu biểu của lớp xem như là so bỏ đủ chọn cuộc kè, cũng mong các thầy cô cũng là cũng bao dung và cũng vỗ tay nếu như các thầy cô đồng ý với những cái phương án mà ba giáo viên của chúng tôi lựa chọn. Chúng tôi xin giới thiệu người đầu tiên mà chúng tôi chọn ra để xét tuyển, đó là thầy giáo Nguyễn Phúc. Người thứ hai chúng tôi lựa chọn đó là cô giáo Đỗ Quyên. Người thứ ba chúng tôi lựa chọn đó là cha Vũ Hiệp. Và thực ra nếu được thì tôi có thể chọn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho tất cả các bạn. Nhưng đây là ba người sẽ được tặng phần quà và các cuốn sách mà các bạn có thể lựa chọn và đăng ký với cô Thúy. Có thể là cuốn sách Cẩm Nang hay là những cuốn sách mà cô Thúy viết rất là nhiều. Nếu các bạn đồng ý với cái phương án này của các cô ra, các bạn gọi cho số 1 ở trong phương trang nha. Họ là các bạn thả tim. Đấy, đấy. Cảm ơn thầy Trung. À, lớp mình ơi, lớp mình còn hai phần quà nữa cơ, đặc biệt lắm. Chúng ta còn nhớ Đấy, không, ngoài còn hai ba phần quà phần nữa. rồi thì có cô Quyên là có một phần quà, cô Quyên là double quà luôn đó. Cô Quyên là người trả lời đúng cái những con số của buổi đầu tiên đó, mọi người còn nhớ không? Đó, đọc thì bao nhiêu phần trăm, dạy người khác thì bao nhiêu phần trăm, đó là cô Quyên là người trả lời gần đúng nhất là được quà. Và cô Quyên có đề nghị với Thúy, cô Quyên chưa hề biết là chiều nay mình được chọn là ba học viên tích cực đâu, sáng đã nói với Thúy là em có nhiều sách của cô rồi, bây giờ em muốn tặng phần quà này cho người khác. Đó, cho nên là đề nghị thầy Trung là chọn thêm một người nữa để nhận quà của cô Quyên. Và một phần quà nữa là Thúy rất là trân trọng cảm ơn thầy Thảo. Thầy Thảo đâu ạ? Sáng nay thầy Thảo đã là người đoán được cái cấp độ tư duy thứ tư, không chiều. Cô cuộn trần. Dạ, có cơ hội chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về tư duy không chiều nha. Nhưng gợi ý ạ, ai đã đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì sẽ hiểu. À, nhưng mà để hiểu được thì cũng không dễ đúng không ạ? Sư cô Linh Đăng ơi, đúng không ạ? Dạ. Tư duy bất nhị, à, không chiều, nói vui như thầy thầy Thảo là không chiều thì là thầy Thảo ơi, thầy Thảo cũng sẽ nhận món quà này đấy ạ. Dạ, nếu có thể thì Rồi. cô cho chắc là để cô Quyên cô chọn đi một 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 ai đó mà cô rất là muốn trao cơ hội được nhận quà của cô cho người đó. Dạ, Cô giáo thấy cô Phượng Trần tích ồ, cực lắm. đúng rồi đó, chính xác luôn Cô ạ, Phượng em xin Trần đồng đồng ý thuận không? với lựa chọn của cô Phượng Dạ. ạ. Rất tuyệt vời ạ. Đây, thí xin chiếu những phần quà lên để các thầy cô có thể chọn nhá. Nếu ai chưa có cuốn Cẩm Nang Phát Sư Phạm, xin chọn cuốn đó. Cuốn đó là cuốn cần cho giáo viên mình nhất. Còn ai có rồi có thể chọn các cuốn khác ạ. À, không chỉ là những cuốn sách này đâu, và các cha các sơ có thể lên trên Facebook của Thúy ạ. Thúy có một cái album là livestream đọc sách giới thiệu vào thứ bảy hàng tuần. Có rất nhiều sách hay. Các thầy cô có thể chọn bất kỳ cuốn nào mà Thúy đã giới thiệu. Lên kênh YouTube của Thúy có những video giới thiệu luôn. Và Thúy cho phép mà một cái cơ hội rất là mở là ai thích cuốn nào chọn cuốn đấy. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Vâng, xin cảm ơn. Thế là chúng ta có 5 Xin phần cảm quà. ơn cô, thầy cô.
là cô Quyên, cha Hiệp và thầy Phúc, rồi thầy Thảo và cô Phượng Trần. Cô Và ba người Phượng lớp B cũng thế. Và sau hôm nay Trần. xin Ok thầy tên cho cô. em liền. Xin sau hôm nay nhắn tin cho Thúy liền họ tên, địa chỉ, số điện thoại và tên cuốn sách mà mình thích nhá. Tay tay cậu chuyện á. Rồi, Tài có ý xin kiến cảm gì? ơn quý thầy cô. Dạ em không có ý kiến, em chỉ có thêm một cái này nữa là bởi vì là cả hai lớp không ai đoán được răng Piaget, và em thì em ở nhà em có dư một cuốn sách phương pháp sư phạm nên em sẽ dành tặng cho sơ Linh Trần cái cuốn sách đó ạ. Bởi vì đó là một chi tiết cực kỳ hiếm và cực kỳ khó nhớ nên là em sẽ Cha, đúng rồi, trời ơi, Tài chu đáo quá, chị quên mất đấy, lúc mà Tài nói mà Sơ Linh Trần nhớ ra thì đã muốn là tặng Sơ Linh Trần một món quà rồi. Thế là lớp mình có 6 món quà, xin tặng xin một tràng vỗ tay đi ạ. Một quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng, đúng không ạ? À đúng không ạ? Đây nói cho vui thôi, thực ra là cho vui thôi các thầy cô. Rồi bây giờ các thầy cô vừa rồi là nhận những lời khen và những phần quà của chúng tôi dành tặng các thầy cô. Còn bây giờ có hai cái phần việc rất là quan trọng mời gọi các thầy cô cùng tham gia. Các thầy cô hãy vào phần chat đi ạ. Có một cái link Menti, có link Palette trước ạ. Thì muốn hỏi các thầy cô là những gì các thầy cô còn nhớ, những gì các thầy cô còn đọc lại, những gì các thầy cô muốn áp dụng vào thực tế, xin các thầy cô ghi ra. Vô cùng đơn giản ạ. Rồi, Trang ở trong phần chat đấy ạ. Các thầy cô vào cái dấu một cộng một hồng này này. Các thầy cô điền tên mình vào đây, sắp xếp vào đây ạ. Đó là tên các thầy cô nha. Rồi điều mà các thầy cô còn nhớ, điều các thầy cô thích, điều các thầy cô muốn áp dụng vào thực tế. Các thầy cô viết vào đây, writing vào đây. Sau đó là các thầy cô public nha. Rồi, xin mời dành ít phút để các thầy cô làm hoạt động này ạ. Hãy vào phần chat ạ. Và bạn Tài sẵn lòng hỗ trợ cho các thầy cô mà không vào được cái phần trang này thì các thầy cô sẽ cứ đánh vào phần trò chuyện và Tài sẽ là người đăng lên trang này cho các thầy cô. Dạ, xin mời ạ. Ai không vào được cứ nói viết vào phần trò chuyện nhé. Những nội dung các thầy cô thích, những gì các thầy cô còn đọc lại, những gì có thể áp dụng vào công việc các thầy cô. Đây là phần vừa là ôn bài nhưng cũng vừa là để neo giữ lại đấy ạ. Phần làm việc này sẽ được đăng lại trên trang Zalo của lớp chúng ta. Và sau này chúng ta cũng muốn đọc lại, chúng ta cũng muốn nhìn lại, chúng ta cũng rất là dễ. Ví dụ như Thúy ghi đây là Thúy này. Nhớ nhất cái gì thì Thúy sẽ ghi vào đây. Ví dụ Thúy nhớ từ kiến tạo chẳng hạn. Nhờ các bạn Tài ôn mà Thúy nhớ ra là có kiến tạo. Đó thì Thúy sẽ ghi vào đây. Và sau đó là nhớ thêm một cái gì nữa Thúy sẽ ghi vào đây. Ví dụ Thúy nhớ KTK Thúy ghi vào đây. Đó, chúng ta cứ comment, comment, comment. Bao nhiêu ý cũng được ạ. Mấy chục ý cũng được ạ. Càng nhớ nhiều càng tốt ạ. Cái phần add comment này là các thầy cô có thể thoải mái nha, không giới hạn nha. Điểm thôi. Ai không vào được trang này thì cứ đánh vào phần chat ạ, trò chuyện ạ. Thì chia nhỏ ra ba ý để hỏi nhưng thực ra là một ý thôi, các thầy cô cứ thoải mái trả lời ạ. Muốn nói rõ để cho nó dễ suy tư thôi. Vui lòng chia sẻ nội dung các thầy cô thích, những gì còn đọng lại, những gì có thể áp dụng vào công việc các thầy cô. Thực ra ba ý này là một đúng không ạ? Nếu chúng ta thích thì đó là những cái đọng lại rồi đấy, và nếu ta thích thì thường ta sẽ áp dụng vào công việc đúng không ạ? Phương pháp nào các thầy cô thích, phương pháp nào các thầy cô nghĩ là các thầy cô sẽ áp dụng, tôi mong là sẽ càng nhiều càng tốt nha. Cô Phượng Trần ơi, cô không đánh được cô cứ chat vào đây, bạn Tài bạn ấy sẽ có ghi lại vào cho cô yên tâm. Dạ. Chúng ta cứ ghi phần chat ạ. Tài giúp một tay Tài nhá. Vâng ạ, dạ vâng ạ. Các Vâng. thầy cô cứ 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 đánh vào đi ạ. Ai không đánh thì cứ đánh vào phần chat ạ, em vẫn làm được ạ. Dạ, thì để ít phút cho các thầy cô ghi nha. Có thầy Huy Phan là lên đầu tiên rồi này. Chúng ta cứ ghi những ý nhỏ nhỏ một thôi ạ. Xong chúng ta hiện lên đi ạ. Sau đó chúng ta comment thêm ạ. Add comment thêm. Rất tuyệt vời ạ. Có cô Đỗ Quyên, cô có một người không có ghi tên ạ. Có chữ nhớ đầu tiên ấy, không thấy tên. Nhớ 10 phương pháp. Nhớ 5 nguyên tắc vàng. Sau đó chúng ta dành thời gian ghi hết ý của mình rồi thì chúng ta sẽ thả tim cho nhau nha. Ta thả tim ạ. Điều gì các thầy cô thích, điều gì các thầy cô còn nhớ, điều gì các thầy cô sẽ áp dụng vào bài giảng chuyên môn của mình sau này. Nhớ là ngày nào cũng được thư giãn. Vâng, thì rất là mong mọi người sẽ áp dụng thư giãn đầu giờ cho học trò của mình ạ. Có thể theo có nhiều cách khác nhau nha.
có thể là linh hoạt nhiều cách khác nhau, một trong ba cách thở hoặc là các cách thở khác mà thầy Tài đã hướng dẫn cho lớp mình rồi. Bhutan, tôi học điều này là nhờ Bhutan. Tôi biết là lớp đấy là một đất nước hạnh phúc, một trong nước nước hạnh phúc nhất thế giới, thì luôn luôn có 5 phút thiền đầu giờ cho cả thầy và trò. Và trong trường học bao giờ cũng có những góc tĩnh tâm, thầy cô cũng cần tĩnh tâm và trò cũng cần tĩnh tâm. Anh lúc điên quá muốn nổi điên với học trò thì thôi vào phòng ấy đi, đừng có đối diện với học trò. À, thì tôi thấy cách đó rất là hay và tôi mong là các lớp, các trường, các giáo viên ở Việt Nam sẽ áp dụng. Như cá nhân tôi là tôi cứ tự áp dụng, mới chả cần ai cho phép cả. 2 3 năm nay rồi, lớp nào tôi cũng áp dụng, từ lãnh đạo to đến học sinh nhỏ tôi làm hết, không có bỏ qua cái gì. Dạ, chúng ta cố gắng dành ít phút để ghi nha. Và phần xin bật mí là phần palette này có thể còn để đến tận hết ngày mai ạ. Bạn Tài bạn mới tổng kết và bạn mới đăng lên cho lớp chúng ta. Cho nên ngay bây giờ chúng ta chưa điền hết, chúng ta còn tâm tư mà chúng ta muốn nói thêm. Tối nay về điền thêm nha, ngày mai điền thêm, tối mai điền thêm. Đến tận đêm mai bạn Tài bạn mới chốt ạ. Cho nên các thầy cô cứ từ từ viết nha. Rồi, chúng ta thêm 2 phút nữa cho phần việc này. Cái xe lên để cho mọi người cùng đọc ý kiến của nhau nhé. Xin vào đó và thả tim đi ạ. Cô Phượng với thầy Trung ơi cũng vào đó thả tim đi ạ. Nhiều ý kiến hay quá. Dạ, sơ Cho chọn cô để đấy. Phượng, Sơ chọn bỏ. Phượng đọc nào. Dạ đây, Vâng, cô Phượng Pháp. ơi. Cô Phượng ơi, cô Đây, Phượng đang vào đọc. vào cái trang đó trên máy của cô, dễ đọc hơn. À Trang đấy đó, à? cô, vâng, ai vào trang đó cũng đọc được mà. Ừ. À, cô Bảo Ngọc cũng rất là dài này, thầy Phúc này, đó, cô Hải này, chúng ta thả tim cho nhau nha, cho Hiệp này. À. Chúng ta xong còn được lưu lại trên Zalo của lớp cơ, sau này chúng ta muốn đọc của từng người lại cũng rất là dễ ạ. Mà mai mới khóa cái trang này và mới đăng lại tư liệu lên cho các thầy cô. À, các thầy cô nhớ được rất nhiều nha, tuyệt vời chưa? Điều các thầy cô thích rất nhiều nha, ba thầy cô cảm thấy nở mặt nở mày rồi đó, thấy sung sướng rồi đó. À, rất tuyệt vời ạ. Các thầy cô tiếp tục đi ạ. À, chúng ta còn dành cho cái việc này 2 phút nữa nha. Còn lại ai chưa kịp viết, ai còn nhiều tâm tư thì để về tối viết nha. Còn bây giờ chúng ta có một phần nữa rất là quan trọng ạ. Rất là quan trọng. À, có Sơ Ngân và Sơ Thúy Đặng viết ở trong phần chat đấy. Bạn Tài cần cập nhật dùm nha. À, tốt quá. Cảm ơn các thầy cô. Những gì các thầy cô neo lại ở phần này là phần mà nó đi sâu vào tâm trí các thầy cô, giúp cho trí nhớ dài hạn của các thầy cô hoạt động hiệu quả hơn. Còn những cái mà mình thích ngay tại 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 cái thời điểm mình học á, đôi khi nó mới đang ở trí nhớ ngắn hạn thôi. Chúng ta nhắc đi nhắc lại, chúng ta ôn lại, chúng ta làm lại, chúng ta thực hành lại thì nó mới đi sâu vào cái trí nhớ dài hạn, và đặc biệt nó trở thành cái phương pháp kỹ năng của chính các thầy cô. Nó biến từ cái lý thuyết của người khác, cách làm của người khác, bí quyết của người khác, kỹ năng phương pháp của người khác thành cái của chính các thầy cô luôn. À, thì đây là một trong những cách mà tôi dùng palette để ôn bài. Dạ, đấy chúng ta thấy không, có rất nhiều cách để ôn bài đúng không ạ? Không khó để ôn bài đúng không ạ? Rồi, bây giờ các thầy cô sẽ mời gọi làm tham gia hoạt động tiếp theo. Hoạt động này là một món quà mà các thầy cô tặng cho ba giáo viên chúng tôi ạ, và tặng cho học viên các khóa sau. Tại sao tôi nói vậy? Là đây là phần mentee và các thầy cô sẽ vào trang này và chia sẻ cảm nhận này, những điều các thầy cô thích và đặc biệt là góp ý những điều cần thay đổi của khóa học này, từ nội dung cho đến cách thức tiến hành cho đến phương pháp sư phạm của ba thầy cô. Đã, đây là món quà các thầy cô tặng lại cho chúng tôi và tặng lại cho các khóa học sau. Vì với những góp ý quý báu các thầy cô, khóa sau họ sẽ được lợi. Họ sẽ được chúng tôi cải biến, đúng không ạ? Chúng tôi nâng cấp, chúng tôi thay đổi, chúng tôi làm cho nó tốt lên. Xin mời ạ. Như tôi nói là luôn luôn có thể tốt hơn nữa. Nên các thầy cô nhớ là không bao giờ là tuyệt đối cả. Bài giảng nào, lớp học nào cũng có thể có những sự thay đổi, có sự cải thiện. Các thầy cô vào trang Menti ở phần chat nha.
Và trang Menti này là trang mà có thể viết rất là dài, tối đa là 250 ký tự cơ ạ. À, ai mà không vào được trang Menti thì cũng cứ chat đi ạ, bạn tài bạn ấy sẽ đánh lại cho các thầy cô. À, những gì còn đọng lại trong quý vị trong thời gian vừa qua, cái này là cái tôi xin lỗi cái tên nha, cái tên tài ơi quên đổi gì đó, nó là cảm nhận và góp ý ạ của khoa học thực hành phát sư phạm. Dạ em xin lỗi là hình như là nó bị Tài ơi hình như là nhầm đấy. Em dạ. làm lại gửi lại cho chị đi. Các thầy cô đợi cho một ít phút. Dạ Thầy cô có thể một cái phút ạ. phát đi ạ. Vâng. Để bạn tài bạn xem lại có thể nhầm với cái link của lớp B hôm trước à. À, các thầy cô chat vào phần chat cũng được ạ. Tí nữa tài sẽ copy sang. Cái này làm trong Menti nó sẽ cho chúng ta thấy được cái ý kiến tổng hợp mà lại không có biết là ai ai đã chat, ai đã nhận xét, ai đã góp ý để chúng tôi có thể lấy được những ý kiến khách quan từ các thầy cô. Giống như mỗi bài giảng các thầy cô làm đó thì luôn luôn là có những cái câu nhận xét về những điều nên làm đúng không ạ? Và có những điều nên thay đổi. Dạ vâng ạ, em gửi lại lên, xin đợi em một chút ạ, em xong Gửi rồi luôn ạ. vào phần chat của mọi người đi, của lớp đi. À, cái này là đường link, để em chưa gửi cái đường link voting ạ, cái link sau ạ, xin vui lòng là cái link này ạ, cái link voting ạ, ở phía dưới ạ, cái link thứ hai ạ, cái link mà ngắn ngắn ạ, cái link ngắn ngắn ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tài. Link thứ hai ạ, menti.com ạ, link ngắn nhất đấy ạ. Mời các thầy cô vào đó và điền ạ. Cảm nhận và góp ý của các thầy cô về khóa học của chúng ta. Lớp ta là 10 bàn 10 buổi. Tổng cộng là 5 ngày thứ bảy. Chúng ta thấy là có điều gì các thầy cô nghĩ là các thầy cô cảm xúc các thầy cô là gì? Góp ý các thầy cô là gì? Dạ, phần Menti này sẽ nhanh nhìn thấy kết quả của tất cả mọi người. Chúng ta vào điền được chưa ạ? Mình cũng khuyến khích điền không nên quá dài ạ, mình ghi ngắn gọn thôi ạ. Xong mình có thể ghi làm nhiều lần, mình có thể vào mình vote nhiều lần ạ. Chứ không cần phải là một một lần duy nhất đâu. À, chúng ta cũng dành cho phần này khoảng 3-5 phút nha. Rồi, đã có 4 ý kiến rồi. Cảm ơn các thầy cô. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Chúng ta có 3-5 phút thôi để chúng ta chuyển sang hoạt động rất là quan trọng tiếp theo. Đây, ý kiến của thầy cô đây. Dạ, chúng ta cứ tiếp tục đi ạ. Nhớ lớp học quá, trời ơi tuyệt vời. Chưa chia tay đã nhớ lớp học quá rồi. Dự là phần 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 chia tay của thầy Trung là sẽ nhiều nước mắt đây. Đó, cảm ơn thầy Dương thầy Tài nữa kìa. Không chỉ là lời cảm ơn hay là cảm xúc nhé, mà tôi chúng tôi rất là cần những góp ý đấy. Tôi nói đó là món quà các thầy cô tặng chúng tôi ý nghĩa nhất đấy ạ. À, giống như từng bài giảng các thầy cô đều được góp ý rất là chân thành đúng không ạ? Những điểm mạnh và những điểm cần thay đổi thì chúng tôi cũng mong y chang như vậy. Tôi, cô Phượng, thầy Trung và đặc biệt cả hai bạn là thầy Dương, thầy Tài lần này hỗ trợ chúng tôi trong công tác học vụ cũng chắc chắn là không tránh khỏi những sơ sót đâu. Sơ sót này, sơ sót khác trong nội dung, trong phương pháp, trong cái cách mà chúng ta tổ chức lớp học sẽ có thể có những điều mà các thầy cô góp ý để nó lần sau nó tốt hơn, phục vụ các thầy cô học viên tốt hơn. Đặc biệt là có những mong đợi gì ạ? Các thầy cô có mong đợi học tiếp không? Có muốn có những cái khóa học nào, muốn nội dung nào được dạy? Các thầy cô comment đi ạ. Đó, tôi quên mất là tôi không hỏi cái mong đợi đấy, nhưng mà tôi mong các thầy cô viết vào.
ví dụ như mong mong học tiếp thì học những phương pháp nào mới, học những kỹ năng nào. Khóa học này 10 buổi chưa, mới chỉ là một phần, giỏi lắm thì được 1/4, 1/3 cái cuốn sách Cẩm Nang Văn Phạm của chúng tôi thôi. Và sách cũng chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái kinh nghiệm mấy chục năm làm việc của thầy Trung cô Phượng thôi ạ. Tôi thì ít kinh nghiệm hơn hai thầy cô đó, thì chứ các thầy cô lần sau khai thác được kinh nghiệm giảng dạy của nhóm ba giáo viên đây, thì các thầy cô mong đợi điều gì nữa, thêm một ý mong đợi vào nhá. Xin hãy chat những ý kiến ngắn gọn thôi ạ, để chúng ta có thể là lấy được nhiều ý kiến nhất. Rồi thầy Trung ơi, chắc là phần này là chúng ta cũng để dành cơ hội cho các thầy cô về nhà điền thêm ạ. À, những cảm nhận, những góp ý và những mong đợi đấy nha. À, 27 ý kiến rồi, rất tuyệt vời ạ. À, và thầy cô nào muốn viết thêm, muốn nói thêm, muốn tâm sự thêm, xin cứ viết vào đây ạ. À, cái trang Menti là nó mang tính quyết danh cho nên nó rất là thoải mái để mà nói lời yêu hay nói lời góp ý hay là nói lời thẳng thắn hay nói lời kể cả một cái gọi là phê bình, nó cũng rất là dễ. Nên là rất mong có thể cô hãy dành thời gian thêm cho phần này nha. Và đến tận đêm mai là 12 giờ đêm bạn tài bạn mới khóa những cái đường link này. Nên rất là mong có thể cô có thêm ý kiến. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về với lớp học của chúng ta. Dạ, bây giờ chúng ta được nghe trực tiếp ạ. Vừa rồi là trên Menti thôi, viết viết lại thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ được thầy Trung dẫn dắt cái phần chia tay, có những lời nói, có những câu hát, có những cái tâm tình chúng ta trao gửi cho nhau. Dạ, thầy Trung ơi, xin mời thầy Trung ạ. Dạ, xin mời thầy Trung. Xin chào các bạn. Đây đây là cái giây phút mà bùi ngùi nhất, bình rình nhất đúng không? Bởi vì chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa để mà ngồi lại với nhau. Khó khó để mà có được một cái lớp đông đủ vui vẻ hạnh phúc như các bạn nói để mà ngồi lại với nhau trọn vẹn. Cho dù có online hay offline đi nữa thì những cái khoảng cách như thế này rất là khó. Chính vì vậy chúng ta phải tận dụng ngay cái giây phút này, chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều mà chúng ta muốn nói với nhau trong giây phút này. Tôi thực sự thì cũng không phải khéo ăn khéo nói, nhất là trong những giây phút như thế này tôi có nói lắm đấy, cho nên là bây giờ Học tôi muốn đi. các bạn học viên nói trước nha. Rồi bây giờ Thầy các ơi bạn học xem viên video được không ạ? Thầy nhớ video của thầy Phúc đã gửi cho lớp chúng ta đấy. à, thế thì thôi, bây giờ các bạn sẽ xem một cái video của một thầy giáo mà tôi cho rằng là quá hạnh phúc, thực sự hạnh phúc khi xem cái video đó. Tôi xem cũng chưa hết đâu, bởi vì tôi cũng muốn để cái giây phút đó trong cái khoảng khắc này. Bây giờ mời cả lớp chúng ta nhé, cùng xem một cái clip của một thầy giáo lớp K2 chúng ta. Đấy, xin mời.
Dạ, xin cảm ơn thầy Phúc ạ, đã hết ạ. Và đây là hình ảnh ba chúng tôi dạy cho ở một hình như là thầy Trung Cô Phượng nhớ không? Ba chị em mình được với giáo xứ Ở trong Trung Lập, Trung Lập một Đồng cái Nai, giáo phận, trong một đại hội, cái đại hội giáo Trung sinh Lập viên Đồng toàn Nai. quốc, giáo hội giáo giáo lý. Dạ. Hình như Ở ở Đồng Nai ấy. Đồng Đồng Nai Nai, thả Trung tim Lập cho Đồng thầy Phúc Nai. ạ. Thầy Phúc đã tâm huyết làm một video ngắn hơn 2 phút thôi nhưng ý nghĩa quá. Chúng ta hãy thả tim cho thầy Phúc đấy ạ. Cảm ơn thầy Phúc rất là nhiều. Các bạn thấy cô Quyên á, thì bảo là xúc động quá, cô chọn thì bảo tuyệt vời, cô Tươi bảo tuyệt quá, thực sự là tôi cũng rất là xúc động. Tôi chỉ biết rằng câu là tuyệt vời thôi các bạn. Tôi cũng không nghĩ cái tình cảm của một người học viên mà chỉ học 5 ngày 10 buổi mà lại gửi đến cho chúng tôi một cái món quà, tôi cho là quý giáo. Bây giờ tiếp tục xin mời bây giờ cô Phường nha, cô Phường có kiến, xin mời cô bật mic nha. Dạ. Cô chỉ muốn nói về cái video vừa rồi là cô bảo cô thấy hạnh phúc. Cô Phượng Thế Trần cơ thôi. ạ. Cô Phượng Nguyễn Vâng ơi, cô Phượng Trần cơ ạ. Thầy chúng ta mời cô Phượng Trần giơ tay ấy. vâng, Không, dạ dạ. cô cũng muốn nói mà. Cô cũng muốn nói. Dạ Đây, vâng. cô giơ ngón tay như này thì bây giờ Phượng Rồi. nào Rồi, nói mời được cô nhá. Phượng, mời cô Phượng. Minh Phượng nói rằng là Dạ Minh Phượng thấy hạnh phúc. Còn bây giờ đến lượt Trần Phượng Trần. Phượng. Dạ. Dạ em chào quý thầy cô. Dùng micro cái này cô có nghe không? Dạ, nghe rõ ạ. Dạ. Hôm nay thì đến với buổi họp cuối cùng thì thực sự là rất là xúc động, và trong giây phút này thì bao nhiêu lời để tri ân thì không có thể là diễn tả được, cho nên hôm nay Sơ sẽ gói ghém những cái lời tri ân đấy ở trong một cái bài hát, nếu mà cho nên là Sơ chỉ hát nửa bài thôi nha. Dạ có gì thì có thể cho Sơ xem màn hình để Sơ lấy cái nhạc Sơ hát được không ạ? Cho chữ nó chạy đi, cho chữ chạy Sẽ muốn đi. gửi đến quý thầy cô, đặc biệt là ba giáo viên rất là đặc biệt đó, cô Thúy, cô Phượng và thầy Trung, một bài hát được mang tên là Người Thầy. Tâm tư của Sơ cũng giống như là thầy Phúc vậy đó, muốn gửi đến những người thầy những cái gì là tốt đẹp nhất. Bây giờ Sơ có thể hát được. Cho Sơ xem cái màn hình đưa được Sơ sẽ. Dạ, mời Sơ ạ. Đây là nói có minh họa đây, đúng là nói của giáo viên đây. Thầy cô nào muốn phát biểu tiếp thì chia sẻ tiếp thì xin cứ giơ tay nhá, để thầy Trung thầy sắp lịch ạ. Các thầy cô giơ tay nha, tôi ở ngoài Đà Dạ Nẵng thấy chưa ạ? mưa to quá không nghe được luôn, ở Đà Nẵng mưa to lắm. Nhưng giơ tay là thầy Dạ nhìn thấy được. chưa ạ? À thấy rồi, cô Dạ Phượng ơi thấy thấy chưa rồi. ạ? Dạ. Thấy rồi ạ. Dạ chưa thấy nhạc cô ơi, cô hình như cô quên xe âm thanh. Thưa bà Cô Tuyền. xem thanh ở đâu nhỉ? Cô vào dấu ba chấm ở trên thanh công cụ á, cô tìm chữ chia sẻ. Dạ, để em vào. Rồi vào cái nào được cô? Rồi tiếp theo là vào cái gì? Chia sẻ âm thanh ạ, xe sao ấy ạ. Đó, có cô Quỳnh Hương giơ tay nữa này thầy Trung. Đó, thầy Trung sẽ nhìn thấy Vâng. anh nhá. Vâng. Xem sao. À, được rồi ạ, có tiếng rồi ạ. Vâng, dạ.
Rồi, rất cảm ơn. Tiếp tục, chúng ta tôi biết rất nhiều cánh tay đưa lên. Một trong những cánh tay mà các bạn thấy này rất dễ thương, đó là một cô giáo ở khóa 1 nhưng mà vẫn siêng năng cần mẫn đi học khóa 2 chúng ta với tư cách dự tính. Nhưng mà dự tính này là dự tính đàng hoàng lắm nha, không vắng một buổi nào cả. Xin mời ý kiến của cô Quỳnh Hương. Cô giáo Quỳnh Hương ơi. Dạ đấy ạ. Rồi, xin mời cô. Dạ, xin chào quý thầy cô và các anh chị học viên. Ừ. Thật sự là không còn gì để nói nữa hết á. Quá tuyệt vời luôn. Ừ. Tham gia lớp học không phải là thành viên của lớp học là dự tính thôi, cho nên cũng có ý kiến hai buổi đầu á, hai buổi đầu thì có hơi dự dự kè một tí là không có ý kiến gì cả. Nhưng sau này thầy cô Thủy nói là cũng tương tác thoải mái đi, cho nên là cũng có tương tác. Và cái cảm nhận đầu tiên của Hương mà những buổi đầu á thì chưa sâu sắc, chưa nhiều hơn, nhưng mà càng về sau thì Hương có những cái cảm xúc như thế này mà không thể không nói ra được. Thực sự là những bạn mà học ở khóa 2 á thì rất là may mắn, rất nhiều nha, rất là may mắn. Bởi vì không phải chúng tôi là học ở khóa 1 là thầy cô không nhiệt tình đâu, nhưng mà vì khóa 1 là cái khóa đầu tiên mà cô Thủy tổ chức ra thì nó rất là đông, lớp chúng tôi gần đến 40 người lận. Cho nên là cái dáng thực hành của học viên thì cũng không có nhiều, không có đủ về thời gian để thực hành, mà một người có thể chưa được giờ nào, có một vài người là không có thực hành được, hoặc là thực hành rất là nhanh đó. Còn bây giờ chúng ta là hai buổi thực hành, còn thì chúng tôi thấy cái cảm nhận, có ba cảm nhận. Thứ nhất là cảm nhận về phía giáo viên á, thì tôi thấy là thầy cô dạy cái lớp học mà sư phạm online này càng ngày càng chuyên nghiệp hơn đó. Thứ hai là đầu tư thời gian rất là nhiều, theo không rời bước nào đó, thực sự là không rời bước nào. Và các em mà say thầy cô như là say gì ấy. Cô Thủy mà chỉ có một hai buổi gì đó đang bận việc mà giờ vào là cứ hỏi cô Thủy, rồi hỏi cô Phượng, rồi hỏi thì chung là thiếu một trong ba người, là cảm thấy không yên tâm. Yên tâm, tôi thấy học viên hỏi rồi bài giảng của thầy cô là có đổi mới, đổi mới có nghĩa là đi vào những cái phương pháp cụ thể hơn, rồi là hướng dẫn kỹ hơn. Rồi là hướng dẫn cái bài giảng cho cả học viên cũng kỹ hơn, và phân công từng người để sửa bài giảng cho những cái học viên đó kỹ hơn. Tôi thấy là cái làm việc đó tôi thấy cảm thấy rất là chuyên nghiệp và cảm thấy đổi mới, và thầy cô hình như làm việc với cái sự nhiệt tình cho đi, không có người mệt mỏi. Điều đó tôi cũng cảm truyền cho tôi cái năng lượng. Thực sự là cũng đến tôi cũng cũng lớn tuổi rồi, cũng 54 tuổi rồi, cũng đang dạy cái môn rất là khô khan, cho nên tôi muốn luôn luôn đổi mới và tìm cái phương pháp để mà hướng dạy cho nó hay đó. Thì cái về thứ hai nữa là về cái hệ thống các cái bàn trợ lý của cô Thúy, nó làm rất là nhiệt tình và chuyên nghiệp. Tôi thấy là cái lớp học của cô Thúy là học online nhưng mà tôi thấy rất là hiệu quả. Nhiều khi tôi có cảm thấy như hiệu quả hơn cả những cái lớp offline á. Thật sự là như những offline mà chúng ta tham gia ta dạy mà quá nhiều á, thì chúng ta cũng không 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 có đem lại cái giá trị cho cái người học một cách hiệu quả như vậy được đó. Thì có lẽ là từ cái lớp học khóa một của chúng tôi, sau đó thì đến có những cái nhận xét và góp ý, rồi qua đúng là làm việc thì chúng ta phải là trải nghiệm, rồi sau đó có đổi mới, rồi cải tiến, đúng không, luôn liên tục cải tiến BCA đó, đúng không, liên tục cải tiến và cải tiến, thì càng ngày nó càng tốt hơn. Tôi nghĩ là các khóa sau lại còn tốt hơn nữa. Còn về cảm nhận về cái học viên đó, các bạn học viên của lớp mình đó, thì tôi thấy rất là tuyệt vời luôn. Trong tôi nhiều khi tôi không phải là cái người trong đạo thì tôi muốn đi theo đạo luôn. Ừ. Bởi vì thầy cả cái master rồi cả cha là làm việc rất là nghiêm túc. Tôi thấy là sự việc làm việc nghiêm túc và chuẩn mực về về tấm gương về đạo đức, tôi nghĩ là như thế. Rồi là rất là yêu nghề. Tôi tham gia cái lớp học này thì tôi học được rất là nhiều giá trị. Có nghĩa là thầy cô rất là chăm chỉ này, thứ nhất là nghiêm túc trong học tập này, chuẩn bị bài chu đáo này, rồi thái độ học tập say mê này, rồi có năng lực làm giảng viên nhé, có năng lực làm giảng viên giáo viên, tôi nghĩ là như thế. Và có giọng nói rất hay và truyền cảm, rất hay và truyền cảm. Rồi cái bàn các bạn học ở dưới thì tương tác rất là tốt, tương tác một cách rất nhiều nhiệt tình, cho đi một cách là rất là nhiều mà không Các mình ủng hộ có nhau rất là tuyệt đấy, ủng đúng thế hộ ạ, nhau rất thế tuyệt vời. học Và tôi sinh nghĩ là vui. ai ai cũng có cái năng lượng ấy, ai cũng có cái năng lượng cho đi và nhận lại ấy. Nói tóm lại thì tôi thấy là cái lớp học này trên cả tuyệt vời, tôi không còn gì để mà nói này hết. Và tôi rất là thấy đúng đắn là vì mình theo các lớp học, vì nhiều người tôi cũng truyền cho họ, tôi cũng chia sẻ, nhưng mà cái có thể là do cái lòng ham học hỏi, bề hai nữa là cái bận rộn của họ,
họ cũng chẳng không không đặt đặt vấn đề là về phương pháp hay là về cái để đem cho người khác. Còn tôi và bản thân những cái người mà ham học thì lại muốn càng ngày mình phải càng đem giá trị cho người khác một cách tích cực hơn đó. Cho nên là cũng chia sẻ cho một số bạn bè học rồi những người vô học dự thính nhưng mà cũng không học chập chập chen chen, cũng không học đi theo hết. Và tôi thấy là tôi theo đến cái buổi cuối cùng này là rất là hay. Hôm nay tôi chứng kiến cả cái buổi dạy của các cái giờ dạy của các tôi còn ghi là cái bài tiết mục tiết này là ai dạy này, rồi là nội dung gì này, rồi là sơ tên gì này, này. Là cái ấn tượng rất là tuyệt vời luôn, chồng rất là hay, không còn gì để nói hơn. Bây giờ tôi để kết thúc thì tôi xin gửi lời cảm ơn quý thầy cô, anh thầy Trung, cô Phượng và cô Thúy, và xin cảm ơn quý học viên đã cho lớp chúng ta một cái lớp học rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cái gia đình tôi rất thích cái tiết học mà nói đến gia đình đó, thì đây chỉ là gia đình của phương pháp sư phạm nha. Gia Đúng rồi. đình đó, tôi nghĩ đây cũng là một gia đình thì chúng ta có một cộng đồng để chia sẻ để càng ngày càng tốt hơn. Nếu tôi không không có thể sau này tôi về hưu tôi không có dạy nhiều nữa, nhưng mà tôi lại có học được từ phương pháp từ thầy cô và cả học viên để dạy cháu tôi để làm bạn tốt hơn, để sống an vui tuổi già hơn. Tôi nghĩ là đem lại rất là nhiều cái giá trị mà mình được hưởng đến đó. Cho nên là mình họ nói là cái việc học hỏi chúng ta giống như một cái dù á, nếu mà chúng ta bung ra thì chúng ta sẽ che được nhiều đúng không, chúng ta che mưa nắng được, còn nếu chúng ta để nó hồi nhỏ thì chúng ta không che chắn gì được hết. Và để gửi lời cái cảm ơn của tôi đến quý thầy cô thì tôi sẽ hát một đoạn thôi trong bài hát Chuyện sông và biển để tặng cho cả lớp. Rất tuyệt vời ạ, Cái à. Cảm ơn cô này Hương ạ. thì cái này á, là nó có cái người cho đi và người nhận lại, thì cái bài hát này là Chuyện sông và biển thì có 3 lời nhưng tôi sẽ hát 2 lời dành cho giáo viên nhé, dành cho các giáo viên và người học. Em chưa nhìn thấy biển, em chỉ biết có sông, nhưng nghe cô giáo dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, bao la biển Vô mà xanh anh trời. mặn Trời nồng. ơi. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa nhìn thấy biển, em chỉ biết có sông, nhưng nghe cô giáo dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông, nếu ai sống cho muôn riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh Yeah. Hồ quá ý nghĩa luôn. Dạ, tuyệt vời, tuyệt vời ạ. Rồi, Ngọt xin chúc ngào. thầy cô và học viên sức khỏe và hẹn Rồi. gặp mà nhau nhiều. Cô Hương ơi, Chị báo cho lại khen phần chat dành cho cô đấy. biết nói chữ tuyệt vời và cảm ơn cô Hương. Thì lớp học Đồng tuyệt vời thời quá. nhắn nhủ cô Hương là chúng tôi đang chuẩn bị mở lớp K3 đấy. Lại cô Hương lại tham gia nữa. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Người tiếp theo tôi rất là muốn lắng nghe, bởi vì tôi biết đây là một cái nhân vật mà học hành rất rất đàng hoàng, rất nghiêm túc và biết áp dụng những cái phương pháp vào trong cái lĩnh vực của mình. Tôi muốn nói đến thầy thầy Thảo. Thầy Thảo có mặt ở đây không à? Thầy Thảo vừa giơ Xin tay mời thế này. Dạ, thầy Thảo ơi, thầy Thảo À, có xin nhìn mời thầy chưa? Thảo. Rồi, xin mời thầy Thảo. Thầy Thảo có một vài ý kiến về cái lớp học của chúng ta nhá. Dạ, em biết ơn ba thầy cô, thầy Trung, cô Phượng, cô Thúy và hai trợ lý thầy Dương với thầy Tài. Em biết ơn và ngưỡng mộ thầy cô. Cái nhân duyên này rất là tuyệt vời với em. Ở đây em cũng rất tự hào khi mà có duyên với cái lớp này, khi mà được học cùng các Mang cái cha, này đi các sơ, rồi các sư và sư cô và tất cả các thầy cô ở cái lớp này. Thực sự rất là ngưỡng mộ và em rất mong là được dự thính ở những cái lớp sau để cho có những cái mà trong giai đoạn này là em học đó, mặc dù là có ý thức
nhưng mà cũng chưa được cam kết, chưa được chu đáo và chưa được đầy đủ lắm. Em có một cái nguyện vọng ở cái lớp này, với cái việc học này nó chỉ là bắt đầu, cái việc thực hành đưa vào cái việc chia sẻ, em nghĩ là nó là một hành trình cả cuộc đời. Cho nên cái giai đoạn COVID này là cái nhân duyên để em được gặp cô Thúy, để em được học ở cái lớp này. Nhưng mà chính em lại có một cái giống như là ngồi thẳng người lên, khởi động, và cuối cùng là em mở được ba cái lớp về sức khỏe. Tức là có hai lớp 12 buổi và một lớp 6 buổi. Thì em cũng báo cáo với thầy cô là cái lớp 6 buổi đấy, một đêm em thức và em làm ra cái giáo án, cái sườn đấy. Cái sườn đấy nó có 5 cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là cái suy nghĩ của chúng ta quyết định sức khỏe. Cái thứ hai là tầm quan trọng của cuộc sống. Cái thứ ba là nguyên nhân gây bệnh. Cái thứ bốn là sức khỏe chủ động. Và cái thứ năm là sức khỏe học đường. Tất cả cái em dẫn đến, em muốn chia sẻ là em rất tin rằng con người chúng ta là không có giới hạn. Và đặc biệt quan trọng hơn đấy là người phụ nữ. Em tin là phụ nữ có vai trò của trời đất. Em xin lỗi thầy Trung và các cha và các thầy cô ở thầy ở đây. Em thực sự thấy đàn ông quá nhỏ nhoi và yếu đuối, thậm chí vai trò quá thứ yếu. Cho nên em có một cái lòng tin rằng ấy, là người mẹ bình an thì cả thế giới này bình an. Và đặc biệt là tất cả như em đây, tất cả như chúng ta đây, một cách vô thức được hưởng trọn vẹn tất cả những cái gì tinh túy, cũng như những cái có thể nói là hạn chế của ông bà bố mẹ chúng ta một cách vô thức. Đặc biệt là trong cái bài mà sức khỏe học đường thì em không nói gì, em chỉ mong các thầy cô bình an thôi. Bình an bắt đầu bằng cái mà em nói là cái hơi thở, nụ cười và ngôn ngữ cuộc sống đấy. Cái tam giác này bây giờ hoàn toàn có thấy nó kết nối rất là rõ ràng. Một trong ba cái nếu mà chúng ta nhắc mà chúng ta ý thức thì rất là tuyệt vời. Và trong những cái ví dụ minh họa về cái quan trọng của người mẹ với con ấy, thì em có đưa lên ví dụ như là mẹ của Lão Tử, của Mạnh Tử, rồi thì mẹ của Edison, rồi mẹ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng mà em có một cái em đưa thêm nữa là mẹ của những cái người sói. Có thể nói chỉ 3-4 năm thôi, nhưng mà chúng ta bất lực trong việc dạy lại những cái người mà ở mấy mẹ sói 3-4 năm. Và em nghĩ là những người mẹ ở trong cuộc đời này, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, thì ảnh hưởng cũng như thế với con cái. Và em rất mong được có một cái duyên để thầy cô góp ý cho em, trợ duyên cho em bằng một cái lời mời. Mời các thầy, các cô, các cha, các sư đến mùng 6 tháng 10 này em mở một cái lớp. Cái lớp đấy em rất mong có rất nhiều các cái, hai lớp vừa rồi cũng có một số những cái nhóm, các sơ và các sư cô có tham gia để học, và em rất là hạnh phúc để góp ý để chúng ta tiếp tục cái hành trình chia sẻ. Cuối cùng thì em xin chúc thầy Trung, cô Phượng, cô Thúy và hai trợ lý thầy Dương, thầy Tài, kính chúc tất cả các cha, các sơ, các sư cô cùng các thầy cô hiện diện ở đây cùng gia đình sức khỏe, bình an và có một cuộc sống nở hoa từ hôm nay trở đi. Em rất biết ơn. Thầy Trung bật mic ạ. Thầy Trung bật mic ạ. Hôm nay có tiếng ồn em phải tắt. Thầy Trung bật mic ạ. Thầy Trung bật mic. Thầy Trung ơi bật mic, bật mic. Thầy Trung chưa bật mic. Trong những học viên tích cực của chúng ta, bây giờ các bạn hướng tới, các bạn sẽ nghe một lời phát biểu. Mà tôi cho đây là một học viên mà trong cái lớp học này tôi học rất là nhiều. Tôi học chính từ học viên đó các bạn. Xin mời sư cô Liên Đăng có một vài ý kiến chia sẻ trong lớp. Xin mời sư cô Liên Đăng có. Rồi mời cô. Chúng học với cô rất là nhiều, học được từ cô rất nhiều. Dạ, sư cô kính chào quý thầy cô, quý cha và quý sơ à. Thực sự thì sư cô rất là ít có cơ hội để nói chuyện trước công chúng. Cho nên mỗi lần mà được thầy Trung hoặc là những vị khác mời nhận xét thì sư cô cảm thấy là cái trải nghiệm mình chưa có nhiều quá hả? Cho nên dạ thưa thầy, dạ thưa quý cô, sau khi đã qua 10 buổi học
từ những cái phương pháp sư phạm với thầy cô đã truyền trao cho học viên, thì bản thân của sư cô học hỏi rất là được nhiều, không chỉ về phương pháp mà cả tâm huyết và cả những cái năng lượng, những từ trường từ quý thầy cô chia, tức là lan tỏa ra để cho sư cô cảm nhận được rằng khi mà mình đứng lớp, mình truyền đạt bất kỳ một tư tưởng, một cái lời dạy nào, dù nhỏ nhặt cho đến những kiến thức mà chi tiết nào đi chăng nữa, mình cũng phải hết lòng, mình cũng phải cố gắng làm sao cái bài của mình hoàn chỉnh hơn, và làm sao mình phải đưa được những cái phương pháp mà mình học được vào cái việc chia sẻ kiến thức của mình. Và để cái buổi học của mình có hiệu quả hơn là chắc chắn mình phải có phương pháp tốt. Cho nên sau những cái 10 buổi học này, mặc dù sư cô có vắng 2 buổi học là vì vì những cái việc đột xuất do đi gom đồ từ thiện, cho nên sư cô mới vắng học. Và 2 buổi đó mặc dù vắng học nhưng mà sư cô rất là tiếc. Chỉ có điều là chưa có cơ hội để được nghe lại 2 cái buổi từ quý thầy cô dạy. Hy vọng rằng những cái khóa sau mà có cơ hội thì sư cô cũng xin được ra dự thính từ quý thầy cô ạ. Và sư cô cũng rất trân trọng những cái buổi học này và sẽ nhớ mãi, sẽ khắc ghi ở trong lòng những cái phương pháp quý thầy cô dạy, để sau này khi sư cô học về, sư cô đứng lớp truyền tải cái kiến thức của sư cô đến những đàn em của sư cô, thì sư cô sẽ áp dụng và truyền đạt một cách vững chãi hơn, trọn vẹn hơn, và đưa truyền tải những cái năng lượng an lành, những năng lượng tích cực đến học viên của mình. Dạ, sư cô trân trọng. Dạ, sư cô hiểu là sư cô là đã học 7 năm ở bên Miến Điện ạ. Là ở bên đó là sư cô học chuyên về tâm lý học Phật giáo, là chuyên học Phật giáo là nói về cái sự vận hành của thân và tâm. Dạ, gọi cái môn gọi là chuyên môn là Abhidhamma. Dạ. Và sư cô học chuyên về thiền chỉ, thiền quán theo cái phương pháp của bên Miến Điện là Myanmar. Một phần. Dạ, thế thì mong là sư cô tham gia nữa, giảng nữa là chúng ta cùng học. Dạ, thực ra đề tài thạc sĩ của sư cô về vô ngã tướng ạ. Về vô ngã. Rồi. Như cô dạy phần vô ngã rất là hay. Cô dạy phần vô ngã chỉ 15 phút thôi mà mình nghĩ rằng là mọi người sẽ thấu hiểu. Rồi. Dạ, thực sự vô ngã nó không nhiều nghĩa. Dạ. Rồi. Nhưng mà bây giờ cô Hoàng Ngọc đúng không? Hình như cô Hoàng Ngọc đưa tay rất là lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Cô Hoàng Ngọc là học viên vào lớp mình muộn nhất đấy. Rồi, cô Ngọc ơi, rồi. Cô xuất hiện đi ạ. Cô Hoàng Ngọc ơi. Em chào các thầy cô. Em xin lỗi nhưng không biết vì sao cái welcome ở trên lại không hiện được. Không sao, nghe tiếng cô rõ. Thưa các thầy cô, thưa thầy cô Phượng, cô Thúy, em thực sự là rất xúc động và may mắn. Em cảm thấy mình có nhân duyên để vào cái lớp này, bởi vì thời điểm mà em tìm lớp ạ, là em đang mới thực sự là giảng viên chập chững bước vào nghề, và em đang loay hoay rằng là không biết là mình sẽ bắt đầu như thế nào. Và chính vì cái loay hoay như thế nên là em rất là vô thức mà em tìm trên Facebook và YouTube nào là phương pháp sư phạm, thì cũng là nhân duyên ạ, đưa em được đến lớp. Và em rất là thiết tha xin cô Thúy cho em vào lớp. Trải qua những cái buổi học vừa rồi ạ, thực sự em đến lúc bây giờ ấy, em khi cô Thúy nói rằng những cái gì em thu được buổi học thì đúng là em không biết phải trả lời là như thế nào, bởi vì nó quá nhiều ấy. Nó không phải chỉ là kiến thức mà nó còn là tất cả những cái cảm xúc, và đặc biệt là đối với những giảng viên mà mới chập chững như em, và em luôn luôn trong đầu em lúc nào cũng cảm thấy là em quá may mắn khi mà ở cái bước mà hình thành nghề, hình thành cái tư duy hay hình thành cái phương pháp sư phạm, thì em lại được gặp các thầy cô. Các thầy cô dạy cho em không chỉ là kiến thức mà còn cái lòng yêu nghề. Em cảm giác rằng là với cái sự nghiệp của người thì kiến thức là một phần, và cái lòng tâm huyết, nhiệt huyết với nghề là cũng là một phần rất là quan trọng. Em biết ơn các thầy cô và em trân quý tất cả những gì các thầy cô đã truyền đạt cho em trong suốt thời gian qua. Và ngoài ra thì em cũng cảm ơn các thầy cô trong lớp, các sư cô, các sơ,
đã nghe giảng và góp ý cho em. Thì cái mà em nhận được nhất ấy, thì đó chính là lời động viên của mọi người. Mọi người động viên em, động viên những thứ rất nhỏ nhặt của em, nên là khiến em cảm giác là tự tin vào bản thân mình hơn, và em cũng vượt qua được kỳ thi cấp khoa khá là thuận lợi. Nhưng cũng phải chia sẻ thật với các thầy cô là trong quá trình dạy và trước khi bước lên bục giảng để thi cấp khoa thì hình ảnh của các thầy cô hiện lên trong đầu em rất rõ. Em giọng thầy cô cũng hiện lên rất rõ, và em cảm giác là mình đi theo các thầy cô như kiểu bóng cây lớn mà em có thể được được nương theo, và em cũng không biết nói gì hơn vào cái thời điểm này. Em chỉ mong là kính chúc các thầy cô vạn sự tốt đẹp nhất, an lành nhất, hạnh phúc nhất, để có thể dìu dắt thêm những thế hệ trẻ như của bọn em ạ. Vì thực sự giảng viên trẻ như bọn em rất cần các thầy cô ạ. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Cô ạ. cô. Thưa quý thầy cô ạ. Thưa quý thầy cô, là nhóm chúng em có năm sơ thuộc hội dòng Đức Mẹ Thăm Viếng giáo phận Bùi Rồi, Chu ở Nam xin Định mời. ạ. Chúng em trước hết là em cũng xin đại diện cho các sơ, chúng em cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Chúng em rất là vui và hạnh phúc để được vì được tham dự cái lớp đây. Chúng em cứ nói với các sơ ở bên ngoài là chúng em có trong trong cái khóa học này này, thay vì những cái khóa học mà trực trực tiếp thì chỉ một số người trong nhóm thôi, nhưng mà riêng cái lớp này thì chúng em nói là các chị học một lớp toàn quốc ạ. Đúng rồi, đúng Thì là toàn vâng quốc. ạ, vâng, toàn quốc và thầy Bắc Trung Nam đều có ạ. Thì và đấy là một cái mà rất là vui cho các sơ và sơ bề trên. Chúng em cũng chia sẻ với sơ bề trên cũng rất là vui ạ, và chúng em cũng ước mong là có những qua cái khóa học này và có khóa học khác thì xin cô Thúy cũng cho chúng em biết để các sơ cùng được tham dự ạ. Và kính thưa quý thầy cô, trong cái giây phút này thì chúng em cũng muốn nói nhiều điều, nhưng mà vì thời gian không cho phép nên là giờ đây nhóm chúng em sẽ xin được tặng quý thầy cô một bài hát ạ. Vâng. Dạ, mời Vâng, các sư ạ. xin mời. chúng em xin được bắt đầu ạ với bài hát là Từng Điều Em Đã Học Được Nơi Thầy ạ. Và thầy ở đây là tượng trưng cho là tất cả quý thầy cô đã dành cho chúng em ạ. Từng điều em đã học được nơi thầy, em sẽ quyên góp mình dần dần để mai sau em sẽ bước vào cuộc sống, thấy mình sẽ vững tin hơn. Từng điều em học được nơi thầy, ôi bài bài học học từ trong sương máu. Từng điều em chúng em xin hết ạ. À, xúc động quá, cảm học ơn, ca bài hát hay quá, bài bài hát làm mà tôi cũng rất là xúc động. Bây giờ tôi muốn giới thiệu với các bạn thêm một người vừa mới nhận được một món quà, một người đã dự lớp tổng kết của lớp B và cũng rất mong muốn có cái ý kiến chia sẻ. Cô giáo Đỗ Quyên sẽ có vài lời chia sẻ với lớp chúng ta. À, xin mời cô Quyên. Cô Quyên là Dạ chính em. viên chính sách lớp A đấy thầy. Dạ. À, lớp A, nhưng mà dự lớp B, dự Vâng. lớp B. Em rất là cảm ơn thầy cô cho em cái cơ hội được nói. Thực ra thì em cũng biết là đi học trong một lớp thì tất cả mọi người cùng tham gia ý kiến thì sẽ rất là quan trọng. Nhưng em sẽ vẫn xin dành những cái giờ phút này, lời đầu tiên ấy, là em xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã hỗ trợ và truyền cho em không chỉ là tri thức, thực sự là ba chữ H, thì hai chữ H là đã được nhận quá nhiều ở trong lớp của mình, và chữ H số 3 là đôi bàn tay thực hành. Đấy chính là cái lời tri ân mà em nghĩ rằng mỗi học viên ở trong lớp này sẽ muốn làm và sẽ còn làm, và đấy mới là lời cảm ơn mà tuyệt vời nhất để gửi tới các thầy cô.
có một cái ý tưởng nữa mà suốt từ đêm hôm qua khi mà phải nghĩ đến là hôm nay là ngày học ấy, thì trong em là một cái tâm trạng mà khá là mâu thuẫn với nhau, vừa mong muốn là đến ngày học mà lại vừa mong muốn nó đừng đến bởi vì không muốn nó hết. Đấy là một điều mà thực sự trăn trở, và em mong muốn rằng là có lẽ là không chỉ riêng em mới có cảm nhận này đâu, mà các bạn khác ở trong lớp của mình cũng có cảm nhận chung giống như em, đó là các thầy cô không phải là người đổ đầy kiến thức, mà thực sự các thầy cô đã giúp cho chúng em tự khai phá được những viên ngọc quý tiềm ẩn chính bên trong mình. Trước giờ em không đủ sự tự tin về những cái điều đó, và điều đó là điều đầu tiên mà thôi thúc em đi tới với lớp học. Nhưng mà khi mà em được tham dự vào thì em mới nhận ra rằng là mỗi một ngày, năm cái ngày học là năm cái sự chuyển biến nó theo từng bước với nhau, chứ không phải là đợi tổng kết hết năm ngày đó rồi mới đến cái lúc mà chúng ta có bước chuyển đâu ạ. Em đều cảm thấy mình khác từ những ngày đầu, khi bắt đầu nói lên cái nguyện vọng của mình cũng rất là bối rối cả từ trong cách nói, cả trong lời nói diễn đạt, và cả cái ý bị rối rắm, thì đến bây giờ đã bắt đầu là được mạch lạc hơn rồi. Và một cái cảm nhận nữa mà em cảm thấy được nhiều hơn rất nhiều trong lớp học là không phải chỉ được học từ các thầy cô. Chưa có khi nào, thực sự là có thể là trong cái bối cảnh đặc biệt này khiến cho mình có những cảm nhận đặc biệt, nhưng hầu hết của em là những cảm nhận rất là tích cực. Đấy là nếu em học ở trong một lớp học offline thì có lẽ em chỉ nhận ra lớp học và những người bạn xung quanh mình. Nhưng lúc này, trong 5 buổi học thì em luôn luôn cảm thấy mình được di chuyển khắp nơi trên khắp cả đất nước mình. Nhờ giọng nói của các thầy cô, nhờ nơi mà mỗi cái bài giảng đi đến ý, khiến cho em cảm thấy. Và một điểm tuyệt vời nữa mà em sống tới 40 năm thì em mới có được cái góc nhìn khác hơn một chút. Đấy là xưa nay thì em cảm thấy là đạo là một gì đó hơi tách biệt. Thường em chỉ nhìn thấy những cái cánh cổng rất là lớn và những cái bức tường thật là cao. Nhưng khi mà em được ngồi trong một lớp chung với các thầy cô là xuất thân trong nhà thờ hoặc trong nhà chùa, em mới nhận ra rằng là đạo và đời chưa bao giờ tách biệt với nhau. Và tất cả những việc làm đều vô cùng giản dị nhưng lại là những bài học rất là quý giá và sâu sắc. Cái điều mà em mong muốn được nói lúc này thôi là một cái trăn trở mà em có gửi trong tin nhắn đấy ạ, là buổi này là buổi chia tay, chỉ là tạm kết thúc của lớp A này, nhưng sẽ không bao giờ là lời chia tay của bất kỳ thành viên nào ở trong lớp, ở trong cộng đồng phương pháp sư phạm mà cô Thúy đã tạo lập nên. Em sẽ mong đợi rằng là sẽ có thêm những hoạt động mà chính các học viên cũng phải tích cực tham gia vào đó, bởi vì chúng ta đã được truyền trao những cái tinh thần tích cực đấy rồi. Và một cái ý tưởng mà ở cái câu hỏi số 7 mà thầy Phúc có đưa ra trong lúc các thầy cô có chia sẻ ấy, là em cũng rất mong đợi rằng không có cách học nào tốt hơn bằng cách mình tự làm và tự thực hành. Thì mình không chủ động thì không thể nào đợi là thầy Trung ơi thầy giúp đi, thầy mở cái này, hay cô Thúy ơi cô tổ chức cái kia, hay cô Phượng ơi cô làm nhé, mà mình hãy chủ động mình làm bắt đầu từ những cái bài video mà cô Thúy đã đang được các bạn học viên trong lớp nhận lời là cho trích đăng. Chúng ta ghi những cái nhận xét vào đấy, chính là mình đang xem xét lại, và những gì mà gợi nhớ hôm nay qua phương pháp câu đố của thầy Tài, hay là cái cách chia nhóm ra để nêu câu hỏi hỏi chuyên gia của thầy Trung, sẽ còn được bổ sung bằng việc là chúng ta được xem xét lại những phần thực hành đấy và tự mình gợi nhớ, không phải mở sách mở vở ra nữa, mà chúng ta có thể ghi nhận rằng hôm nay tôi xem đoạn giảng này tôi học được cái gì và tôi mong muốn rằng góp ý thêm gì, thì đấy cũng chính là cách mà chúng ta đang trau dồi. Và em mong đợi rằng là tất cả chúng ta đều không ngừng việc này, bởi vì không phải cho riêng một cá nhân ai, mà ở trong lớp này là nơi thật sự là lần đầu tiên mà em cảm nhận được rằng là sự lớn mạnh và một cái giá trị rất là chân thực trong giáo dục, đấy là lan tỏa được sự tích cực ở người học, và không còn phân định vai trò của người học với người dạy, mà là những người cùng nhau trao truyền những cái điểm tích cực. Và em tin chắc rằng với mỗi một thay đổi nhỏ của chúng ta khi lan tỏa, chúng ta sẽ lại tạo thêm những hiệu ứng mới, và những người học, những em bé mà bản thân em sẽ được tiếp cận, những người phụ huynh mà em có cơ hội được chia sẻ, cũng giống như là những đối tượng người học khác của các thầy cô ở mỗi vị trí của mình, đều sẽ được lan tỏa và từ đó lại tiếp tục mở rộng thêm nữa. Em rất là cảm ơn ạ. Em xin thêm một lời nữa thôi, là em rất cảm ơn các thầy cô ở trong nhóm lớp của mình, các anh chị học viên, người đã chia sẻ cho em rất nhiều những ý kiến đóng góp quý báu, không chỉ trong lớp học mà thậm chí ở ngoài lớp học vẫn có những cái đóng góp và cả những chỉ dạy để giúp cho em có thể phát triển. Và cũng giống như là lời hứa với các thầy cô, em mong đợi rằng những gì mình làm được, những gì mình phản ánh và chia sẻ trong cộng đồng sẽ là lời cảm ơn mà các thầy cô cảm thấy là ấm áp và giá trị nhất ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vô cùng tuyệt vời ạ. Cảm ơn cô Quyên. Chính xác, chữ hẹn này là phụ thuộc vào tất cả các thầy cô đấy ạ. Và mong sẽ lan tỏa. Chính xác là đội ngũ giáo viên chúng tôi cảm ơn cô Quyên. Chúng tôi cảm ơn bởi vì chúng tôi có những người học trò như cô Quyên, có những người học viên như học viên lớp mình. Điều đó làm cho chúng tôi rất là hạnh phúc. Cảm ơn cô Quyên rất nhiều. Và xin đưa các bạn con bạn nào, các thầy cô nào có ý kiến nữa không?
chắc là đến lượt Nhất ba giáo trí, viên nhất thôi trí chứ cô, năm giờ là mất ba học tiêu viên, ba giáo viên rồi. đúng không? Đây, và kính thưa các thầy cô, bây giờ là đến phần mà của tâm sự của ba giáo viên chúng tôi. Chúng tôi cũng, cũng như cô Quyên và như thầy Thảo, như các bạn cũng muốn gợi gắm lại tất cả những tình cảm của chúng tôi đối với về các bạn. Người đầu tiên tôi xin mời là cô Phượng, một trong những cô giáo cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ đáng Là yêu nhất. của các bạn. Okay. Rồi, xin mời cô Phượng. Cô còn trẻ mà. Cô là chủ cuối, cô là chủ cuối của nhóm. À, Cô xin trẻ nghe cảm Tâm ơn thầy hồn cô Trung, rất xin là chào tất cả các trẻ. bạn. Lúc nào ông vui mà. Coi như là thời gian mình không thể cưỡng lại được, nhưng mà cái tâm hồn trẻ trung với lại trái tim trẻ trung là được, đúng không nhỉ? Rồi. À, các bạn ơi, vẫn còn nhớ một cái ngày đầu đầu tiên khi mà vẫn còn mình đang rất là hồi hộp, mình mong được gặp nhau, bởi vì hồi hộp lắm. Khóa 1 thì mình vừa mới chia tay các bạn, rồi khóa 2 tới thì mình đang nghĩ là không biết đó là những gương mặt như thế nào. Thế mà các bạn thấy không, thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà bây giờ chúng ta đã hết 10 ngày rồi. À, chỉ có 10 ngày thôi nhưng mà cảm xúc thật là đong đầy giữa thầy và 10 trò. buổi cô ơi, 10 buổi. 10 ngày hay 10 buổi? 10 buổi thôi ạ. Cô có 10 Dám buổi thôi à? ạ. Rồi, Cô chỉ xúc có 10 buổi thôi nhưng mà cảm xúc lúc nào cũng dâng trào, cả thầy dành cho trò, trò thầy dành cho thầy, lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng yêu thương. 10 ngày qua thật là tuyệt vời, 10 buổi qua thật là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Tôi sẽ còn nhớ mãi khi mà ngay cái giờ học đầu tiên khi chúng ta học là năm nguyên tắc vàng, ngay sau đó thì cô Quyên của chúng ta đã áp dụng cái năm nguyên tắc đó một cách rất sáng tạo vào trong bài giảng của mình. Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Và tôi cũng không thể nào mà quên được sơ Phượng Trần, lúc nào cũng nhiệt tình, lúc nào cũng ở là sẵn sàng tương tác với các thầy cô, và có một cái bài giảng rất ngọt ngào, rất truyền cảm, có lẽ sẽ còn đi theo tôi trong suốt quá trình. Và cũng không thể nào mà quên được những hình ảnh của bạn, các bạn như là bạn Nguyễn Thanh với cách chia nhóm rất độc đáo, bạn Đặng Thúy sẵn bản lĩnh trước mọi tình huống, bạn Phượng Vũ với một bộ trang phục rất đẹp, rất thu hút, một bộ trang phục khi xuất hiện trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ, vẫn còn nhớ mãi, nhớ mãi. Và hình ảnh của thầy Hiệp Vũ với một cái bài giảng mà làm cho sôi động lên, làm như một chúng ta tưởng tượng như một cái gì đó nó rất hào sảng trong cái bài giảng đó, và mọi người chỉ thấy rằng ôi thật là tuyệt, một bài giảng thật là tuyệt. Và tôi cũng không thể quên được cái bài của thầy Phúc với một cái hình ảnh của một thầy giáo dung dị nhưng mà rất nhiệt tình, rất là tâm huyết, và rất nhiều các thầy cô giáo khác nữa, có thể kể được tất cả 30-40 thầy cô giáo trong lớp mình đều có những dáng vẻ riêng, phong cách riêng. Thế và cách trình bày trên bài giảng thì cũng mang tính cách rất riêng, rất Đỗ Quyên, rất Phượng Trần, rất Vũ Hiệp, nghĩa là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Cho nên chúng tôi thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Cho nên lúc nãy vì sao cứ cố chen nói được câu là tôi hạnh phúc là vì thế, rất hạnh phúc. Và trên tất cả với các bạn đó là tình yêu nghề, tình yêu đối với học trò. À, xin cảm ơn tất cả các bạn. Và tôi vẫn muốn nói một điều rằng trong cái khoảnh khắc này tôi muốn được bày tỏ cái sự cảm phục. Và tôi cảm thấy là những ngày qua được làm việc với các bạn là những ngày rất tuyệt vời, những ngày rất tuyệt vời. Và tôi thấy rằng các bạn là một những đồng nghiệp rất giỏi giang, các bạn là những đồng nghiệp rất là tâm huyết, và chính các bạn đã là nguồn cảm hứng cho chúng tôi để chúng tôi có thể thăng hoa trên giờ giảng. Tôi sẽ vô cùng nhớ các bạn. Các bạn ơi, cầu mong các bạn luôn bình an, mạnh khỏe và hãy luôn đốt cháy cái ngọn lửa đam mê với nghề. Xin tạm biệt. Chúng em cảm Tạm biệt ơn tất cả cô các ạ. bạn. Chủng cuối có khác, phát biểu xúc động quá. Hay quá, cô Phương nói rất là hay, nói rất là trẻ, rất là tươi đúng không? Văn chương rất đậm đà, rất lãng mạn. Bây giờ mời các bạn lắng nghe người thứ hai và một cô giáo, tôi không biết dùng cái từ gì để nói mà tôi muốn dành những cái từ ngữ đó cho các bạn, đó là cô Phạm Thị Thúy.
Cảm ơn thầy Trung ạ. Nhưng mà em muốn là nhường cái em muốn nghe là đầu đợt lời đầu tiên đó, em muốn là nhường cái phần phát biểu này cho bạn Tài trước, vì là rất là muốn cảm ơn bạn Tài và bạn Dương. Nhiều thầy cô cũng đã nói rồi nhưng mà muốn được nghe chính xác là bạn Tài, bạn ấy bật mic lên bạn nói với lớp đôi lời đã. À, hôm nay là bạn Tài thay mặt cho cả thầy Tài, thầy Dương hôm nay để mà chia tay với lớp chúng ta, và quả thật là nhờ có Tài và Dương mà lớp chúng ta mới thuận lợi mọi thứ đấy ạ. Chứ khóa 1 là chúng tôi chưa có học vụ là chúng tôi cũng rất là vất vả, mà nhờ bạn Tài và cứ sắn tay vào bạn giúp tôi thôi. Còn khóa 2 này thì hai bạn ấy chính thức là giúp từ đầu đến cuối. Nên là rất là mong là bạn Tài phát biểu trước đi ạ. Dạ, thầy Trung có đồng ý không ạ? Thì rồi, một ok, thầy... ok, ok, xin mời. Tôi là định để hai ông con trai nói xong. Dạ vâng. Thôi định em hai ông muốn con trai nói xong, hai cô được tiếp. Nghe thầy Tài trước ạ. Vâng ạ, dạ. Phần nói của em xin chia làm hai phần. Phần đầu tiên là phần thú nhận, xưng thú tội lỗi. Và đó xin tôi đổi lỗi đồ vui là em đầu tiên là đại diện cho ban học vụ thì rất là xin lỗi, là bởi vì chắc chắn là luôn luôn có những cái quá trình mà có thể làm cho thầy cô cảm thấy là hơi thiếu ấm áp và hơi quá nghiêm khắc một chút. Ví dụ là cô ơi cô chưa đổi tên nick, cô ơi cô chưa thế này thế kia. Và đặc biệt rằng là có một nhóm mà có lẽ là phải rất là xin lỗi Sơ Phượng Trần, đó là bởi vì chúng em nó có chụp chặt và mém xíu nữa, và Sơ Phượng Trần rất là đấu tranh và làm cho em cũng rất là ái ngại và cũng phải ngăn nỉ gọi cô Thúy ơi chị Thúy ơi phải nhận thêm thôi, bây giờ đỡ rồi. Và rất là may mắn là lớp mình cũng có đủ thời gian để tất cả mọi người có thể thao giảng được. Và cũng xin các thầy cô thông cảm là đó là lý do vì sao cô Hương cũng chia sẻ là chúng em rất là muốn tất cả mọi người học, nhưng mà chúng em phải đóng vai học vụ, chúng em phải lạnh lùng mà phải cắt, là bởi vì nếu như không đủ thì quá quá nhiều thì vẫn không thể đảm bảo được cái chất lượng. Nên xin xin mọi người cũng thông cảm cho ban học vụ là cứ nhắc nhở suốt là phải đổi tên, phải thế này, phải thế kia. Và thậm chí là em hôm nay em mới giật mình, nó là ủa từ bao giờ mình đã phải mình quên luôn cái chuyện mình nhắc rồi. Và em thấy mọi người làm rất là chuyên nghiệp rồi ạ, và đã theo hướng dẫn một cách rất là chính xác ạ. Đó là cái phần xưng thú tội lỗi một chút ạ. Phần thứ hai là cái phần thông báo, phần này nghiêm túc hơn, là nó liên quan đến học vụ và nó liên quan đến một số cái dạ đúng ạ, là đó là những cái chương trình nối tiếp thì chúng em vẫn sẽ cố gắng để liên lạc và để một cái tiến trình mới, mà chắc chắn là chúng ta học ở cái những cái khóa đầu này chúng ta luôn luôn có lợi, là bởi vì sao, là bởi vì chỉ có những người ở học ở cái khóa này rồi thì chúng ta mới đi vào những cái chương trình seminar và webinar nó đi chuyên sâu, những cái phương pháp chuyên sâu. Và tụi em sẽ làm việc lại với cô Thúy, thầy Trung và cô Phượng, thậm chí là cô Hương nữa, tức là sẽ có những cái chuyên sâu và chỉ thảo luận một cái chủ đề nhỏ và sẽ rất là sâu và trong vòng và không chảy tràn dàn đều nữa. Và khoảng 3 ngày ở đây là 3 buổi hoặc là cả một ngày thứ bảy thôi. Đó là những cái chuyên đề rất là chuyên sâu mà em với anh Dương cũng đang thầy Dương đang lên những cái kế hoạch để làm sao cho và mình nói là đi trước là về trước à. Và đó là một cái điều mà em chia sẻ từ cái phía học vụ, có nghĩa rằng là mọi người hãy đừng đừng quên tụi em nhé, là bởi vì trên fanpage, trên Zalo tụi em sẽ thông báo những cái khóa học tiếp theo. Và nếu mà mọi người yêu thích thì mọi người hãy cố ơn, mọi người sẽ còn được gặp lại những gương mặt thân quen và thậm chí là có cả những gương mặt mới nữa. Và hy vọng rằng là nếu như quay trở lại và thấy rằng là thái độ phục vụ của bỗng một ngày là hai học vụ hơi nóng nảy và hơi lạnh quá thì cũng thông cảm, là nhiều lúc máy nó bị treo đó, giống như cô Thúy nói là nhiều khi quản lý cảm xúc xong rồi cái nó treo máy xong rồi không có dám không dám thay vì nóng giận thì kỳ quá, nên là phải lạnh. Thì nếu mà có lỡ lạnh quá thì xin các sơ, các cha, các thầy và các thầy cô cũng thông cảm rằng là sẽ có những cái lúc cùng cái công việc nó sẽ đổ cùng một lúc và nó có những cái trục trặc nho nhỏ. Và một lần nữa là rất cảm ơn mọi người, là mọi em hy vọng là cái bằng của mọi người là đó là một cái quá trình sau khi cân nhắc và đã rất là cố gắng để làm đẹp nhất. Đó là một cái lời cảm ơn, lời tri ân từ phòng học vụ đã đi đến một cái quá trình rất là dài của quý thầy cô, như là một cái ghi nhận từ cả tất cả chúng ta. Và đặc biệt rằng là sẽ rất là nhớ mọi người là không còn phải nhắc cái chuyện là thầy cô ơi đổi nick nữa, thầy cô ơi mở cái file hướng dẫn ra nữa. Dạ vâng ạ, đó là một số chia sẻ mà em nghĩ là đại diện cho cả phía thầy Dương ngày hôm nay nữa. Và cũng có chia sẻ với thầy cô là em rất xin lỗi là
em với thầy Dương trong cái thứ bảy nó thường có những cái trục trặc, những cái lịch đột xuất, nhưng mà thầy cô biết ông là nhiều khi họp bên này nhưng mà phải hai tay nghe bên này, nó coi coi lớp mình xảy ra chuyện gì, coi rất là lo lắng không biết là lớp mình các thầy cô có share được không, mà hay là thầy Dương mà trực là lúc nào em cũng xong lớp là anh Dương ơi xong chứ ok chứ có bị gì không, xong rồi hoặc là thầy Dương cũng ngoài hỏi ủa thầy ơi lớp sao lớp được không, tức là đó là những cái phần mà ban học vụ làm việc cố gắng để có những cái chất lượng tốt nhất cho quý thầy cô và tất cả mọi người có những cái trải nghiệm tốt nhất. Và tụi em hay đùa với nhau là tụi em bán hàng, tụi em thích bán hàng theo kiểu Gucci hay Armani ít, nhưng mà đụng tới là phải phải đáng giá, đáng tiền và đáng chất, tức là xài là phải xài là nhớ luôn và không có đi kiếm chỗ khác nữa. Dạ vâng ạ, à, dạ đó là một số chia sẻ của từ ban học vụ ạ. Thì chúng ta trả tim cho tinh thần trách nhiệm của hai bạn đi ạ. Đó. Đây, trong này ghi nha, cảm ơn thầy tài về những hy sinh thầm lặng nhưng rất quan trọng. Đây, tôi nghĩ cũng có câu nào khen hay hơn cái câu của tròn. Đây. Dạ vâng. Rồi, bây giờ đại viên Dạ, tôi của xin phép Thủy. được nói đôi lời ạ. Thứ nhất là tiếp lời thầy Tài với cô Phượng vừa rồi. Thật sự là nếu mà không có hai bạn học vụ thì chúng tôi cũng sẽ khó mà làm được chu đáo với lớp mình, vì thực sự cá nhân tôi và thầy Trung, cô Phượng đều rất là bận, nên là nỗ lực hết sức để đến với lớp mình với trọn vẹn năng lượng. Bận gì thì bận, nhưng mà đã vào lớp mình là chiến đấu hết mình, cho hết giờ thì thôi rồi làm việc gì tính sau. Và nói đây thì tôi vô cùng nuối tiếc, tôi mất 2 ngày tôi phải ở cái lớp lãnh đạo trường tôi không bỏ được, tôi không vứt cái lịch đi đi đâu được, thành ra tôi phải phải rời lớp mình đã, rời lớp mình. Nhưng mà đấy, đầu giờ chiều cố gắng vào, cuối giờ chiều cố gắng vào, họ mà rút ngắn thời gian đi mình mừng quá, để mình quay về lớp của mình. Nói chung là thấy giống như mình gắn bó đó, các cô các thầy lúc nãy nói về gia đình á, thì thấy rất là đồng tình. Thì thấy gắn bó với các thầy cô như là một gia đình vậy, và đây là tình yêu phương pháp mà chúng tôi có những người đồng điệu á, chúng tôi quý lắm. Quả thật ở lớp này như cô Quyên nói, không còn cái ranh giới giữa từ thầy và trò nữa, tất cả chúng ta là đồng nghiệp, tất cả chúng ta học từ nhau nhiều lắm. Tôi với cô Phượng hay thầy Trung là may mắn được đi trước và được được may mắn được truyền giao bởi các thầy của chúng tôi, và bây giờ chúng tôi đang truyền giao lại cho các thầy cô, và mong các thầy cô cũng sẽ truyền giao lại cho những người khác, thế thôi. Chứ cũng chúng ta không phải là chuyên gia rồi dạy nhau hay là cái gì đó, không phải đâu ạ. Và nói đây thì tôi rất là nhớ đến những người thầy quý giá của chúng tôi, ví dụ như là thầy Ulrich Lip, thầy Đinh Văn Tiến, hai người mà đã hiệu đính, đã giúp chúng tôi trong cái cuốn Cẩm Nang Phát Phạm á. Những người đấy là những người chúng tôi rất là biết ơn, nhờ họ mà chúng tôi học được nhiều lắm, và nhờ thế mà chúng tôi mới có ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả các thầy cô, và lớp học này là thật sự là ngẫu hứng hoàn toàn là của Thúy trong mùa dịch. Thúy thấy là ồ, mùa dịch này các thầy cô đang cần, mình cũng rảnh, thôi mình làm đi. Thế là Thúy mới rủ thầy Trung, cô Phượng, cô Hương, thế là may quá làm được. Đến lớp 2 thì cô Hương đang quá nhiều việc ở trường nên cô Hương chưa xuất hiện thôi. Và hy vọng lớp 3 với lớp webinar chuyên sâu như bạn Tài nói thì chúng tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn. Cảm ơn thịnh tình của tất cả các quý thầy, quý cô. Và đúng như là thông điệp mà thầy Phúc nói đó, thầy cô hạnh phúc, học trò hạnh phúc, thế giới hạnh phúc, đúng không ạ? Và thực sự ba chúng tôi thấy hạnh phúc là nhờ các thầy cô học quá nhiệt tình, quá trách nhiệm luôn và quá là ham học luôn. Thì đấy là cái niềm hạnh phúc mà các thầy cô đang tặng lại chúng tôi đấy ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn cô Thủy. Và bây giờ là người cuối cùng là tôi. Tôi là người chốt hạ. Nhưng chính chốt hạ cho nên rất là khó nói các bạn. Tôi nhìn từng khuôn mặt ở trên này nha, tu sĩ Huy Phan nha, cô Phạm Tròn nha, Vũ Phương Linh Trừng nha, cô Thủy nha. Tự nhiên tôi nhớ đến cái phương pháp mạnh ghép mà tôi đã trình bày cho các bạn. Chúng ta là những mạnh ghép. Nhưng cái mạnh ghép này nó khác với phương pháp mạnh ghép là chúng ta có 5 vòng, vì chúng ta có 5 ngày, chúng ta có 30 thành viên và chúng ta có 5 vòng ghép. Còn cái phương pháp kia chỉ có 2 vòng thôi, vòng chuyên gia và vòng ghép. Còn chúng ta có 5 vòng, và tại vòng này thì đúng là chúng ta có một bức tranh rất rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Tôi thấy cô Phượng và cô Thủy cũng như là thầy Tài và các bạn nói hết rồi, tôi không biết nói gì hết. Vì tôi rất là xúc động. Hát hát Tôi hát đấy. chỉ nói các bạn như thế này thôi nha. Tôi chỉ đọc các bạn nghe cái câu này mà tôi rất là thích mỗi lần mà nói về cái chuyện tình cảm. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để làm gì em biết không? Để gió cũng đi. Vậy thôi các bạn.
sống trong đời sống cần có một tấm lòng, làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho bay theo dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mình mênh mông. Chị biết nói lời cảm ơn các bạn rất tuyệt vời, và các bạn là những người bạn tuyệt vời mà không chỉ sau cái giây phút này đâu, mà chúng ta còn gặp gỡ, và tôi mong muốn gặp được các bạn rất nhiều. Như những lần mà tôi ngồi chấm bài các bạn, tôi sửa cho các bạn trong cái từng dòng giáo án, trong từng trang giáo án, và tôi mong muốn điều đó vẫn tiếp tục khi mà các bạn đi dạy và tôi đi dạy. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn cô Thúy, cô Phường, cảm ơn thầy Tài, thầy Dương, tất cả chúng ta đã hoàn thành một bức tranh rất đẹp. Xin cảm ơn. Thì đề nghị mọi người chúng ta nha, làm một động tác yoga cười đi, sau đó thả tim rồi thầy Tài chụp ảnh nha. Làm động tác yoga cười nào, nhớ không ạ? Nhớ không ạ? Cô Hương, cô Hương làm hay tôi làm nào? Dạ, cô Hương cho mọi người làm động tác yoga cười đi nào. Yoga cười nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Rồi bắt đầu nào. Ho, đây. Ho, 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 ha, ha, ha. Hôm nay như bọn mình không chụp ảnh nha. Có hình ảnh chưa? Cô ơi, cô Thúy ơi, bây giờ là như vậy ha, là để em phải thông báo để cho những cái bức hình mình đẹp nhất á, nên là bây giờ có vài ý. Thứ nhất là xin quý thầy cô mình ngưng comment để cho cái hình này, và cô Thúy ơi, cô Thúy ghim thầy cô, thầy Trung và cô Phượng, xin bỏ ghim chị Đỗ, cô Đỗ Quyên đi ạ, để cho khi mà chụp nó sẽ không bị nhảy. Dạ vâng ạ. Rồi ha. Dạ xin mình ngưng ạ, mình ngưng comment lại một chút ạ, để cho em chụp hình nó được đẹp nhất ạ. Và mình đợi một chút ha. Dạ rồi, bây giờ xin mời tất cả các cô, các thầy mình mở camera lên ạ. Dạ em xin chụp ạ, tại vì mình tới hai bức ạ, nghe nè, dạ, cười tươi và thả tim ạ, xin thả tim đi ạ, dùng vòng tay thả tim đi ạ, cho nó đẹp ạ, dạ, 1, 2, 3, dạ vâng, cho khoan, cho em thêm xin một tấm nữa, mọi người giữ nguyên ạ, mọi người giữ nguyên từ từ ạ, tại vì công nghệ nó cũng đôi khi nó hại đấy ạ, dạ, 1, 2, mời, dạ vâng ạ, em đã chụp hình xong và em sẽ gửi cho cô Thúy và cô Thúy sẽ chuyển lại lên cho lớp mình ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn một lần nữa ạ. Từ phía ban học vụ xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Các thầy cô ơi, nhớ việc nha. Hai cái trang Palette và Menti vẫn đang mời gọi ý kiến các thầy cô nha. Dạ, chúng ta lưu vào đấy ạ. Và thầy Tài sẽ có trách nhiệm gửi lại cho chúng ta sản phẩm mà chúng ta bày tỏ trên đó. Đúng không ạ? Rồi, xin cảm ơn tất cả các thầy cô. Nếu có ai không có xin khóc nhé. Hẹn gặp lại nha. Cảm ơn các thầy cô. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại. Cảm ơn người, tạm biệt cả cô và cả học viên. Nhớ quá. Cảm ơn học viên lớn tuổi Quỳnh Hương. Tuyệt vời. Chào thầy cô ạ. Nhau đây rồi chia tay. Ngày dài như đã buồn qua trong phút giây. Đường hăng say còn chưa phai. Đường trường sông núi sông hẹn. Hay là sông núi bay. Đường trường sông núi sông núi hẹn. Em mai ta sông bay. Cô Thúy ơi, cho xin quảng cáo một chút xíu được không cô Thúy? Dạ, tại vì có cái này. Dạ, quảng cáo này một chút xíu. Dạ, cái này thì dành cho các tu sĩ, các cha và ấy, là bởi vì sẽ thấy được cái tầm quan trọng của phương pháp sư phạm như thế nào. Thì em với lại thầy Công Văn đang có một cái lớp khóa về một số cái khía cạnh tâm lý, và cái phần tiếp theo nó sẽ liên quan đến cái phương pháp quản lý cảm xúc dành cho các linh mục tu sĩ và các bạn thỉnh sinh. Và mọi người sẽ thấy rằng là sau khi tụi em học với cô Thúy xong, tụi em lên một cái level mới và mọi người có thể tham dự. Bởi vì rất là tiếc là cái này dành cho quý tu sĩ, nên là em sẽ gửi vào trong nhóm của mình, thì xin mọi người cũng thông cảm cái này một chút, và hy vọng rằng là em với thầy Công Văn sau khi làm xong thì sẽ mời có thể làm với lại các giáo viên nếu được. Và dĩ nhiên là mình phải nên nghe cô Thúy nói cái này hay hơn tụi em á, này là nói thiệt, mình nói nhỏ tụi em chuẩn bị em mời cô Thúy để làm webinar cái đó, nên mọi người yên tâm nha. Mọi người yên tâm. Cảm ơn thầy. Dạ, các thầy cô là Cha Văn là một người giảng rất là xuất sắc ở khóa 1, và có bài giảng Phi Đăng lên đó, có bài giảng Phi Đăng trong nhóm ấy, mọi người nghe nha, giáo dục để hiểu mình đó, bài giảng nghe rồi. Sơ Văn
của Trà Văn công an. Dạ xin cảm ơn. Dạ chúng ta tạm biệt thôi nhá. Thôi chú tắt phòng Zoom đây, chứ còn ngồi đây là còn ngồi 6 giờ lắm. Tối nay chị Hương còn có bà có nhóm sống ăn vui, ai nhớ tham gia nhóm yoga cười thì vào đó nha. Rồi. Dạ, vâng. Xin hẹn gặp lại. Dạ, xin hẹn gặp lại ạ. Hẹn gặp lại. Dạ xin tắt thôi. Nhớ các thầy cô cho địa chỉ để nhận quà nhá.